Một năm trước vào ngày mùng 10 tháng 10, một chiến dịch tấn công của lực lượng vũ trang Nga bắt đầu từ sườn của khu vực kiên cố Adipka. Trong thời gian này, quân đội Nga đã giải phóng hơn 1850 km vuông đất liền, tiến quân trung bình 5 km vuông mỗi ngày với tốc độ gần bằng các chỉ số tốt nhất về thời kỳ đầu của quân khu phía Bắc. Trong số những nguyên nhân dẫn đến những thành công ấn tượng đó là sự cải tiến về chiến thuật tác chiến, đặc biệt là ở khu vực thành thị và những thành công của ngành công nghiệp quân sự. Nhưng một lý do quan trọng dẫn đến thành công của Nga là sự cạn kiệt nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Sự thất thù của Uleda xảy ra vào ngày 3 tháng 10 năm 2024 là một năm sau khi bắt đầu cuộc tấn công Adipka. Hóa ra lại là một bước ngoặt quan trọng, mặc dù không phải là duy nhất trong trạng thái tâm lý của quân Ukraine. Đặc biệt, lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine, một trong những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất, đã bị chảy máu khô trong các trận chiến giành thành phố và tình hình thảm khốc của họ phần lớn là do việc lữ đoàn 123 phòng thủ lãnh thổ từ chối đến giải cứu. Nói một cách đơn giản, thay vì thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, hơn 100 người được huy động, đã đào ngũ và chỉ huy của họ, đại tá Igor Grip đã tự sát. Theo các nhà quan sát Nga, hành vi này có thể được giải thích một phần là do sự hèn nhát, nhưng chỉ một phần thôi. Trong gần 3 năm chiến tranh, bộ binh Ukraine đã thể hiện sự can đảm và liều lĩnh. Tuy nhiên, những tổn thất to lớn mà các nguồn tin chính thức của Nga cho biết có hơn 700.000 binh lính thiệt mạng về phía Ukraine và sự chia rẽ về văn hóa, chính trị trong nước. Ví dụ, việc đàn áp tiếng Nga trong khi trụ cột chính của lực lượng vũ trang Ukraine là cư dân nói tiếng Nga ở phía Đông Nam và việc huy động bạo lực đều làm suy yếu mong muốn cầm vũ khí. Để đánh giá quy mô của vấn đề về nhân sự trong quân đội Ukraine, hãy nhìn vào các con số. Tháng 1 năm 2024, Tổng thống Zelensky cho biết có 880.000 người phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Vào ngày 8 tháng 10, các dữ liệu văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết có 45.543 người đã từ bỏ đơn vị hoặc đào ngũ, chiếm khoảng 5,2% tổng số. Nhưng đây là ước tính thận trọng nhất nếu lời của nhà báo Ukraine Vladimir Boyko phục vụ trong lữ đoàn 101 của lực lượng vũ trang Ukraine là đúng thì số người đào ngũ đã lên tới 200.000 người, thì lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 22,7% nhân sự. Đằng sau những con số này, thậm chí là ước tính thận trọng nhất, ẩn chứa ít nhất 15 lữ đoàn đã rời khỏi chiến trường. Quân số thường xuyên của một lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine là 3.000 người, nhưng số lượng nhân sự thực tế thường thấp hơn một bậc số lượng người đào ngũ vào năm 2024 có thể so sánh với lực lượng của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đóng ở khu vực cất 19 lữ đoàn chưa hoàn chỉnh. Việc thiếu nhân lực trong lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ bộc lộ các vấn đề về quân sự mà còn cả vấn đề chính trị của bộ máy nhà nước Ukraine. Không thể buộc quân nhân phải trung thành với lời thề. Chính quyền Ukraine đang giảm nhẹ hình phạt đối với người đào ngũ, qua đó chỉ làm suy yếu kỷ luật trong quân đội. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Al chỉ huy lực lượng đặc biệt Akamad từ Cộng hòa Chechnya của Nga, cho biết một người lính Ukraine bị bắt đã đề nghị gia nhập lực lượng đặc nhiệm Chechnya Akamad. Trong khi đó, quân tình nguyện Ukraine đầu hàng hàng loạt. Thiếu tướng Alaudinov Al và trưởng phòng chính trị quân sự chính của Bộ Quốc phòng cho biết, Vladimir Zaychenko, một người lính thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắt đã yêu cầu có được quyền công dân liên bang Nga để phục vụ trong lực lượng đặc biệt Akamad. Theo Alaudinov, tù nhân này là thành viên của tiểu đoàn tấn công Aja thuộc lực lượng bộ binh Ukraine. Vào cuối tháng 9, một làn sóng đào ngũ đã được báo cáo trong các đơn vị quân đội Ukraine còn lại ở khu vực biên giới của vùng cất. Trong bối cảnh đó, các chỉ huy đã bắt trong bối cảnh đó, các chỉ huy đã bắt đầu tiến hành kiểm tra y tế giả và chuyển những người đào ngũ sang các đơn vị tấn công ở các khu vực khác của mặt trận, dẫn đến tình hình căng thẳng và tinh thần của nhân viên cực kỳ thấp. Ông Alaudinov cho biết, bất chấp những nỗ lực của Kiev để duy trì tinh thần, nhiều thành viên trong các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc không còn khả năng chiến đấu. Tướng Alaudinov cũng tuyên bố rằng nhiều thành viên của các đơn vị tình nhuệ Ukraine đang đầu hàng vì họ muốn sống sót. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo nga Vladimir Solovov trước đó, ông Alaudinov đã bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng lính nga đã hành quyết chín quân nhân Ukraine ở vùng cất. Ông cho rằng Ukraine cần tạo ra tin tức giả để ngăn cản quân đội của mình đầu hàng vì nhiều binh sĩ của nước này đã công khai nói rằng họ không thể chiến đấu nữa. Ông nhấn mạnh rằng các đơn vị mà Ukraine coi là tinh nhuệ cũng đang có xu hướng đầu hàng vì lý do sinh tồn. Ông khẳng định Nga sẵn sàng tha thứ cho cả những người phục vụ trong tiểu đoàn Aja hoặc các đơn vị Azov nếu họ hạ vũ khí như trường hợp người lính Ukraine muốn gia nhập Akamat. Trong video do ông Aloudinov cung cấp, người lính Ukraine đứng trước phông nền cờ nga và cờ Chechnya tuyên bố rằng mình đã tự nguyện đầu hàng. Báo chí phương Tây đưa tin quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, tinh thần xuống thấp và tình trạng đào ngũ với nhiều lực lượng tiếp viện đến mặt trận không được huấn luyện đầy đủ. Các quan chức tình báo Đức đã đưa ra cảnh báo tại Quốc hội Đức rằng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga đang gia tăng với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể xem xét một cuộc tấn công vào NATO năm 2030. Theo giám đốc tình báo Đức Ronocker, Nga hiện đã có đủ năng lực và tài nguyên để thực hiện một cuộc tấn công chống lại NATO vào cuối thập kỷ này. Ông Kha nhấn mạnh rằng dù NATO có muốn hay không, liên minh quân sự này đang trực tiếp đối đầu với Nga và cần phải có sự chuẩn bị kịp thời về mặt quân sự và tài chính để đối phó với nguy cơ này. Bruno Kha cũng lưu ý rằng mục tiêu lâu dài của Tổng thống Putin là làm suy yếu phương Tây và ông sẽ tiếp tục kiểm tra các danh giới đỏ của NATO và phương Tây để leo thang xung đột. Putin sẽ tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao để làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây, Kha cảnh báo. Theo ông, để đối phó với Nga, NATO sẽ cần thêm sức mạnh và nguồn lực để đảm bảo an ninh khu vực. Trong khi đó, các quan chức khác của Đức như giám đốc tình báo nội địa Thomas Heidewan cũng đưa ra cảnh báo về việc Nga đang đẩy mạnh hoạt động gián điệp và phá hoại tại Đức. Ông Heidewan cho biết, hoạt động gián điệp và phá hoại của Nga tại Đức đang gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô và tính nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng Nga có thể sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân Đức. Một ví dụ điển hình là sự cố một bưu kiện bốc cháy ngay trước khi được chuyển lên máy bay của DHL tại sân bay Yablix yep vào tháng 7. Vụ việc này được xem là một tai nạn may mắn vì nếu bưu kiện phát nổ trong chuyến bay đã có thể xảy ra thảm họa lớn. Wang cũng chỉ ra rằng nga đang sử dụng các vấn đề xã hội hiện có ở đức để chia rẽ xã hội và gây bất ổn nội bộ trong khi đó người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự martina rosenberg nhấn mạnh rằng nga đang tích cực thu thập thông tin về việc đức cung cấp vũ khí cho ukraine cũng như các dự án huấn luyện quân sự của nước này Ba giám đốc tình báo của Đức đều đồng tình rằng cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đối phó với sự gia tăng hoạt động gián điệp và phá hoại của Nga trên lãnh thổ Đức, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang. Họ kêu gọi chính phủ Đức tăng cường các biện pháp an ninh và phản gián để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ Moscow trước đó vào đầu tháng này một thành viên quốc hội đức sarah wakenech đã cảnh báo rằng cuộc chiến giữa nga và ukraine có thể leo thang thành một cuộc đối đầu hạt nhân điều này đặc biệt đáng lo ngại khi các quan chức nga đã nhiều lần ám chỉ rằng họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả sự can thiệp của nato và phương tây vào cuộc xung đột này Wagenknecht nhấn mạnh rằng nếu NATO trở thành một bên chính thức trong cuộc xung đột, Nga có thể sẽ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của NATO trên lãnh thổ các quốc gia thành viên.